tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, thông tin phân tích chỉ mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn lưu ý các thông tin quan trọng sau, tự nghiên cứu nội dung của chúng tôi nhằm mục đích sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và giáo dục. Điều rất quan trọng là bạn phải tự phân tích trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên hoàn cảnh cá nhân của mình. Bạn nên nhận lời khuyên tài chính độc lập từ một chuyên gia có liên quan đến, hoặc nghiên cứu và xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào bạn tìm thấy trên video của chúng tôi và muốn dựa vào, cho dù vì mục đích đưa ra quyết định đầu tư hay mục đích khác. Không có lời khuyên đầu tư, video là một dữ liệu tài chính và cổng thông tin tin tức, diễn đàn thảo luận và tổng hợp nội dung. Copycat Stock Group không phải là nhà môi giới, đại lý, chúng tôi không phải là cố vấn đầu tư, chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin không công khai về các công ty giao dịch công khai, và đây không phải là nơi để đưa ra hoặc nhận lời khuyên tài chính, lời khuyên liên quan đến đầu tư, quyết định hoặc tư vấn về thuế hoặc pháp luật. Chúng tôi không được quản lý bởi cơ quan dịch vụ tài chính, chúng tôi là một diễn đàn giáo dục để phân tích, học hỏi và thảo luận về thông tin chung và tổng quát liên quan đến cổ phiếu, đầu tư và chiến lược. Không có nội dung nào trên video cấu thành hoặc nên được hiểu là cấu thành khuyến nghị tham gia vào bất kỳ giao dịch chứng khoán nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược đầu tư nào được trình bày trong nội dung trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp các khuyến nghị hoặc quan điểm cá nhân hóa về việc liệu một phương pháp đầu tư hoặc cổ phiếu có phù hợp với nhu cầu tài chính của một cá nhân cụ thể hay không, trao quyền cho cá nhân, không nắm giữ đây là sự khởi đầu của một cuộc hành trình, không phải là kết thúc. Khi chúng tôi trình bày các màn hình đầu tư, kết quả chỉ nên được coi là ứng cử viên để nghiên cứu thêm, không phải là danh sách mua hoặc tập hợp các đề xuất. Sàng lọc có thể giúp thu hẹp tìm kiếm dựa trên các tiêu chí được xác định trước, nhưng nó không thể thay thế cho nghiên cứu độc lập phản ánh các tiêu chí cá nhân của bạn để đầu tư, giao dịch. Khi chúng tôi cung cấp các công cụ định giá, những công cụ này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và giáo dục để người dùng có thể dễ dàng thực hiện định giá của riêng họ. Các giá trị được xác định trước chỉ đơn giản là điểm khởi đầu dựa trên các giả định toàn cầu mà chúng tôi đã áp dụng trên toàn bộ thị trường, người dùng nên sửa đổi chúng khi họ thấy phù hợp và không coi chúng là sự thay thế cho phán đoán của chính họ. Bất kỳ kết quả định giá đầu ra nhất thiết phải chung chung và không được xác nhận cho một cổ phiếu nhất định bởi nhóm Copycat Stock. Nội dung do người dùng tạo. Phần lớn nội dung trên trang web này là do người dùng tạo ra và do đó không thể giám sát một cách hiệu quả. Ngoại trừ nội dung Copycat Stock Group và dữ liệu chứng khoán, tất cả thông tin trên video của chúng tôi về doanh nghiệp, công ty, chiến lược đầu tư và cơ hội đầu tư đều được cung cấp bởi người dùng đã đăng ký của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi chỉ đóng vai trò là một đường dẫn cho thông tin này được xuất bản trên video của chúng tôi, và chúng tôi không chọn, giám sát, chỉnh sửa, sửa đổi đánh giá, đánh giá hoặc theo cách khác giám sát thông tin hoặc việc xuất bản thông tin trên video của chúng tôi. Không phụ thuộc. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, bao gồm cả sơ suất, hay nói cách khác, đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất nào khác mà bạn có thể phải chịu phát sinh từ thông tin đó hoặc bất kỳ sự tin cậy nào mà bạn có thể đặt vào thông tin đó. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào được liên hệ qua trang web đều do bạn tự chịu rủi ro. Cảnh báo đầu tư. Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến những cảnh báo đầu tư quan trọng sau đây. Giá trị của cổ phần và các khoản đầu tư cũng như thu nhập có được từ chúng có thể tăng hoặc giảm. Các nhà đầu tư có thể không lấy lại được số tiền họ đã đầu tư, mất áo là một rủi ro thực sự. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai. Đây là cái phần homework chọn bài của Tesla, không phải là cái phần summary. Phần homework chọn bài thì đây mình có làm sẵn cái dùng giá resistance của con Tesla, thì là dùng giá cao nhất là nó sẽ rơi vào tầm là 220. Và giữa cái vùng giá là 200 là cái bull zone ha. Nó phải rét cái vùng này thì đây cũng là cái điểm entry nếu mà nó có nó xu hướng hồi lại ha. Ok. So và cái điểm inbound tức là cái điểm PB line ha, cái pivot point á, là nếu mà nó bị nó trên cái vùng giá là 188 là nó là uptrend. Nó bị low cái vùng giá 186 nó là downtrend ha. Và nó là bearish sign thì mình đang nằm ở trong cái giá là 179 nè. Thì là mình đang nằm ở trong cái bear zone nè. Ok, bear zone
Thì bây giờ á, thứ hai á, thì là mình nghĩ là nó sẽ hồi lại một chút xíu, ok, tức là trong phim mắc kịch nó sẽ đẩy lên, ok, rồi sau đó nó sẽ hồi lại. Thì cái đoạn này là cái đoạn sóng consolidation ha. Thì như mà mình nghĩ là thứ hai có khả năng là buổi sáng nó consolidation, sau đó là nó tới thứ ba nó sẽ gớt ha. Rồi mình nghĩ là nó sẽ gớt về dùng giả là 161, ok, rồi sau đó là nó sẽ hồi lại. Thì cái dùng giá hồi lại có thể gơ vào tầm ngày cuối ngày thứ ba hoặc ngày thứ tư ha. Rồi mình nghĩ là nó sẽ hồi lại cái dùng nó giữ dùng giá là 178 ha. Có thể là nó sẽ gớt về dùng giá là 161, ok, rồi sau đó là nó sẽ hồi lại ở dùng giá là 178, ok, thì nó sẽ hồi lại dùng giá 178. Thì đây là cái bear zone, thì nó sẽ consolidation nên mình nghĩ là nó sẽ consolidation. So, có thể là after like Thanksgiving Day, tức là sau ngày lễ á, cái ngày holiday á, thì là nó có hai cái trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là nếu mà nó có những cái tin holiday mà market nó read bullish á, thì là khả năng nó sẽ hồi về là dùng giá 200, và có khả năng là nó sẽ đi đẩy có thể là ngày thứ tư và thứ sáu nó đẩy, có thể là ngày thứ tư nó hồi nhẹ, là thứ sáu có thể là mở cửa nó đẩy lên luôn. Thì có thể là ngày khả năng là ngày Friday của tuần này là nó sẽ khả năng nó đẩy về 200, và next week là nó sẽ có cái xu hướng là uptrend về dùng giá là 220 ha. Đây là giả định, tại vì đây là giả định của mình nói là cái trend bull ha. So trend bull là mình sử dụng cho màu xanh đi nha. Ok, thì là khả năng như vậy. Nhưng mà mình biết là thứ hai này sáng á, thì ở trong pre market nó khả năng là nó đẩy về dùng giá là 185 để nó back test, nó có thể khả năng nó break được để nó giữ giá không. Nếu mà nó over 18 à 1 mà 189 á, thì là khả năng nó consolidation bắt đầu từ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì có khả năng là nó giữ cái dùng giá này ha, rồi nó đẩy lên luôn. Cho nên có khả nếu mà nó giữ dùng giá này, khả năng nó đẩy lên, thì đây là mình sẽ vẽ một cái trend line giữ giá ha, ok, một cái trendline giữ giá. Nếu mà khả năng mà nó consolidation từ đầu tuần cho tới cuối tới ngày thứ tư á, để nó giữ giá luôn á, thì là để cho ngày thứ sáu thì khả năng nó sẽ đẩy lên như vậy ha. Thì là mình sử dụng cái trend như thế này, ok, thì nó khả năng nó đi như vậy ha, ok, cho tới ngày thứ sáu nó đẩy lên luôn. After cái holiday thì khả năng nó đẩy lên như vậy cho mình ha. Okay, thì em sẽ giữ cái này trend là màu trắng. Ok, nếu mà trường hợp nó sideways vậy, nó sẽ giữ giá, tại vì nếu mà nó below cái dùng giá là 178 á, thì là nó là bear. Ok, thì nếu mà nó below 78 thì khả năng là cái dùng giá này là cái dùng giá cho ngày thứ ba nè. Ok, thì là mình mà ngày thứ ba, ok, khả năng là thứ ba nó gớt hẳn về 161. Nó sẽ giữ giá 161, rồi sau đó là cuối ngày thứ ba và ngày thứ tư nó sẽ hồi lại, nó consolidation. Có thể có khả năng là ngày thứ tư nó sẽ là consolidation, nó là cái nến doji của ngày thứ tư ha. Ok, rồi sau đó mình after cái holiday á, thì mình nghĩ là ngày Friday á, có thể là pre market nó đẩy lên luôn. Ok, khả năng xu hướng này rất là cao ha. Tại vì cái dùng giá 161 này là cái dùng giá reversal của cái năm 2020 á, là cái đỉnh bắt đầu nó khởi điểm là nó đẩy lên. Cho nên cái dùng giá là 161 là dùng giá giữ. Nếu trường hợp mà nó không có thực hiện được giống như cái phần mình trình bày nữa ha, thì là khả năng cái dùng giá kế tiếp của nó là cái dùng thấp nhất kế tiếp của nó có hai dùng giá. Thì là dùng giá là 132 và dùng giá là 151 ha. Ok, là hai cái dùng giá này là hai cái dùng giá có thể happen ha. Ok. So homework á, thì là mình đưa cho các anh chị thấy á, là cái sóng này nè ha, cái sóng này ở trong cái này là cái sóng một tiếng, là nó là bearish ha, và nó thực sự là ở nhìn cái quá khứ nó không có cái gì để mà nó cho mình biết là support thời điểm reversal á, tức trong cái thời gian dài ơi là dài á, không thì là nó không hoàn toàn không có ở những tháng kia, nó không có, nó tức là cái dùng giá này nó đã là cái dùng giá của 2020 rồi, không đó. Cho nên là bây giờ trong cái dùng giá này là cái dùng giá của 2020 ấy, là cái dùng giá khởi điểm mà khi mà Tesla nó đẩy lên ha, thì bây giờ nó đang back test ở đây, nó coi cái ngày cực tuần kế tiếp nó đi như thế nào. Thì là mình chỉ có hai cái sóng thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó không có gớt nhiều đâu. Rồi khả năng thứ hai là nó sẽ đẩy lên ở trong phim mất kịch, sau đó nó sẽ sideways, và thứ ba nó có khả năng là nó gớt xuống về dùng giá là 161 hẳn luôn.
Rồi sau đó là ở cuối giờ thứ ba nó hồi lại, thì cái ngày thứ tư có thể có khả năng là nó đi sideways, và nó là cái nến doji thì là after ngày holiday là khả năng nó sẽ đẩy lên. Ok, đó là cái trường hợp mình nói về bull ha. Còn trường hợp mà mình nói là nó sẽ sideways từ thứ tư hai rồi thứ ba có thể nó xuống nhẹ, hoặc là có thể nó tạo hai cái nến doji của support, thì có thể đây là cái dùng giá support, có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư nó đều là đi sideways hết. Rồi after holiday á, after cái ngày thứ năm á, thì là có khả năng là Friday ở trước ngày phiên market nó sẽ đẩy lên ha, thì cái dùng giá là 220 rất là cao, có thể happen. Còn trường hợp xấu nhất thì là nó sẽ gớt hẳn về luôn, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không gớt hẳn về 151 và 131 đâu, tại từ cái dùng giá gớt này xuống nó hơi nhiều ha. Em nghĩ là Tesla không thể nào mà trong vòng trong tuần này mà nó gớt 45 điểm ha, 45 điểm là market is very bad luôn. Cho nên là em nghĩ là Tesla nó có xuống thì nó cũng phải mất ít nhất là một hai ba tháng thì là nó mới có về dùng giá này. Cho nên là khả năng là cái giá dao động cái Tesla thì em nghĩ là Tesla có khả năng nó gớt 17 điểm ha, cho hai ngày, tức là thứ hai thứ ba thì khả năng Tesla nó có thể nó gớt 17 điểm. Ok, thì theo em nhìn thấy là như vậy, sau đó là nó sẽ hồi lại ha, thì dùng giá hồi lại của nó là nó sẽ rơi vào tầm. Ok, thì mình nếu mà điểm entry thì em nghĩ là cái điểm 170, 169, 170 là cái điểm dùng giá rất là đẹp ha. So là mình có thể mình entry dùng giá đó. Thì cho nên là mình đợi về dùng giá, thì bây giờ khả năng nếu mà sáng sớm thứ hai á, thì mình có thể mình entry một ít ở dùng giá này. Ok, dùng giá là 180. Sau đó là mình nếu mà khả năng nó rớt về đây thì bắt đầu mình DCA nó liền. Ok, là mình DCA một chút đó, sau đó là khi mà thứ sáu mà nó mở lại thì có thể khả năng là bắt đầu nó đẩy lên. Cho nên là có hai dùng giá là mình entry đẹp, nó là 170 và 161 là hai dùng giá đẹp. Thì mình chia ra ba để ba lần mình entry ha, tức là mình sẽ mua một ít ở dùng giá 180, sau đó mà nếu mà nó gớt về dùng giá là 170 mình mua một ít, thì nếu mà nó khả năng gớt về 161 nữa thì mình vô một ít nữa, thì là ba cái điểm entry này thì là dùng giá là 180, 170 và 161, thì ba điểm mình truyền mình khả năng là Tesla nó hồi lại ha. Còn không thôi á, thì là mình đợi đợi hẳn coi cái market nó đi như thế nào rồi bắt đầu mình mới mới vào lệnh, hoặc là mình sẽ vô một ít ở dùng giá 160 và 170 rồi mình đợi coi market như mở cửa như thế nào cho next week. Ok, nhưng mà khả năng Tesla mà về 151 và 132 á, thì khả năng này rất là thấp ha, tại vì nó phải below cái dùng giá là 170 thì là Tesla nó mới thực sự là nó bè, nó mới xuống hẳn luôn ha, nó mới xuống hẳn. Nhưng mà em nghĩ là nó không chưa đến nỗi gì đâu, nó vẫn còn giữ được giá, tại vì nó không có chu pha mấy cái dùng imbalance ha, tại vì nó đang cái giá của nó đang nằm ở trong cái giá imbalance. Thì bây giờ là khả năng là cái dùng giá là 189 nè and 172. Ok, là cái dùng giá consolidation này, nó sẽ đi sideways rất là nhiều ha, trong hai cái dùng giá này. So resistance của Tesla cao nhất của nó là 220, và cái dùng bullish zone, cái bullish zone á, cái bullish zone á thì nó nằm ở trong dùng giá 200. Ok, thì là nó phải cross over dùng giá 200 á, thì là nó mới thực sự là bull. Còn nó below ở dưới 200 này là nó chuẩn vẫn chưa ha, nó sẽ là consolidation rất là nhiều. Ok, so mình đang nằm ở trong cái imbalance, là cái pivot point này, rồi cái trước là tức là mình đang nằm ở trong dùng giá là 190, 189, 190, thì nếu mà cross over đó thì là uptrend, còn below đó thì nó vẫn là bearish, nó là bearish zone, thì mình đang nằm ở trong hai cái sóng này. Ok, nếu mà các bạn thấy mà nó nằm consolidation ở dùng giá là 180 consolidation hoài vậy thì cẩn thận, có khả năng là qua cái ngày holiday ấy, thì là nó có khả năng nó gớt ha. Cho nên là cẩn thận ở cái dùng giá này, cho nên là mình chơi thì mình chơi position thôi, hạn chế đừng có đụng vô option. Thì cái dùng giá 170 là cái dùng đá support mạnh đó, cái dùng đó là cái dùng support mạnh, còn 161 là cái dùng reversal, thì khi nó đụng gì đó thì nó reversal thôi. Ok, cho nên là cái support một của nó ha, support một là 170, reversal ha, sóng reversal là 161 ha. Ok,
Còn below cái sóng reversal là bắt đầu nó đây là cái dùng bare zone luôn, nó gớt hẳn luôn. Thì là mình đã có homework ha, thì là homework của nó là homework. Homework là resistance ha. Giá cao nhất high price. Ok. Resistance là 220. Nếu mà mình đánh ở dưới vùng giá thì vùng giá exit zone của mình ha, để mình exit out ra là 200. Ok, inbound là BP line ha. BP line của mình là nó sẽ rơi vào tầm là 188. Ok, và 188 ha. Crossover 188 là bullish. Ok, đây là homework ha. Below 188 là bearish ha. Ok. Reversal zone. Reversal zone là 161 ha. Ok. Đồng reverse zone là 151. No, 61 đúng, my bad. 161. Ok, support ha. Support to là dùng giá là 130 21 ha. Okay, support one nó là một 170. Ok, thì là đây là cái support one là 170, support two là 130 ha. So cái dùng giá 150 á, là cái đó là cái dùng giá cái trend, cái đó là imbalance ha, 150 là imbalance ha. Ok, 150 là imbalance, cái đó là gì á, cái đó là mình PP line là 150 ha, imbalance. Ok, đây là cái homework của Tesla ha. Ok, cái bài phần phần phân tích thì là kỹ thuật thì là mình đã vẽ cho các anh chị em rồi. Thì nếu mà nó chạm về dùng giá là 170 nó sẽ có giá dao động, nếu mà bô mạnh ấy, thì là nó về 200, dùng giá 220 là dùng giá cao nhất ha. Đây là cái dùng resistance, nó sẽ dao động là 50 điểm bắt đầu từ tháng 11 cho tới tháng 12 ha. Ok, cho nên khả năng là nó sẽ dao động là 50 điểm. Còn nếu mà nó đi consolidation, nó giữ giá gì hoài á, thì có khả năng là nó còn gớt tiếp ha, thì là dùng giá có thể nó gớt tiếp về dùng giá là 130, nó sẽ gớt 40 điểm ha, cho nên là mình phải để ý cái dùng giá này ha. Còn cái dùng giá homework ha, dùng giá homework là high price resistance là 220, exit zone là 200, PP line là 188, crossover 188 là bullish, below 188 là bearish, reverse zone là 161 ha, mình PP line là 151, support 1 là 70, support 2 là 131. Thì mà các anh chị em ghi cái thông số này xuống để mình biết bài dở đi như thế nào ha. Đây là bài tổng quát của con Tesla. Còn cái phần video đầu tiên của mình nó chỉ là cái phần summarize thôi, là mình chỉ giải thích phân tích thôi, mình không có làm kỹ. Còn cái phần video này là mình phân tích kỹ, thật kỹ lưỡng cho các anh chị em ha. Thì là khả năng là đây là cái giá dao động cho bắt đầu từng cái tuần mình đang trade day trade, là tức là bắt đầu ngày mai thứ ba, thứ tư và thứ 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 sáu ha. Đây là khả năng nó đi. Ok, thì mình có thể đoán giá được cái dùng giá thấp nhất của nó, có thể nó rơi vào là 162, 161 là giá thấp nhất cho từng tới ha. Ok. So nếu mà nó diễn biến như thế này thì khả năng đó là nếu đi consolidation như vậy á, thì nếu mà nó tạo cái nến doji á, mà mình để ý những cái nến doji đó là nến doji uptrend hay downtrend, đây là cái khả năng nó đi ha. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất nha,
mình nói là trường hợp xấu nhất nha. Ok, là khả năng của nó là nó sẽ after lễ là nó sẽ rớt xuống luôn ha, là trường hợp xấu nhất nha. Ok, trường hợp xấu nhất có khả năng là nó sẽ đi consolidation after lễ, là nó sẽ về thẳng luôn, cái về dùng giá là 161, sau đó nó hồi lại rồi bắt đầu nó sẽ về 18 150. Ok, đây là cái dùng giá có thể nó happen. Ok, thì bây giờ nếu mình đổi này thì mình sẽ đổi cái trend line lại thành màu blue, và cái dùng giá be thì khả năng nếu mà nó đi consolidation, ok, mà ngày thứ sáu nó mở cửa ra mà nó gớt hẳn về dùng giá 161 thì nó sẽ hồi lại dùng giá là 170, sau đó nó sẽ gớt tiếp về, có khả năng là tuần tới nữa nó sẽ gớt về là 150 luôn. Cho nên là mình phải biết là mình phải có ba cái giả dụ, nếu mà thứ hai nó đi sideways toàn thể luôn, chứ là 3 ngày liên tiếp, thứ hai thứ ba thứ tư liên tiếp thì khả năng nó sẽ mở cửa đại gì dùng giá này luôn. Còn trường hợp thứ nhì là nó sẽ đi sideways ở ngày thứ hai thứ ba, nó đẩy về dùng giá này hẳn luôn, nó sẽ gớt hẳn về là, ok, nó sẽ gớt hẳn về ha, về là 10 20 điểm ha. Ok, tính từ ngày thứ hai, ok, nó sẽ có khả năng nó gớt 26 điểm cho ngày thứ ba, thì khả năng có thể có khả năng không? Ok, có khả năng là nó sẽ gớt 20 điểm. Ok, về dùng giá này thì bắt đầu nó hồi lại, nó đi sideways. Tức là nếu mà nó về thứ hai, thứ ba mà nó về là dùng giá này á, rồi sau nó hồi lại thứ tư nó đi consolidation, là xu hướng này nó sẽ đi như thế này rất là cao. Còn hoặc là sideways nguyên từ đầu tuần cho tới trước khi ngày lễ nó sideways, tức là thứ hai thứ ba thứ tư nó đi sideways á, thì khả năng mở cửa nó sẽ đẩy lên đại diện như thế này. Hoặc là trường hợp xấu nhất, ok, nếu mà nó đi consolidation, tức là cái dùng giá này nè, tức là cái dùng giá nó đi consolidation, tức là nếu mà nó đi consolidation như thế này, ok, rồi sau ngày lễ là ảnh đẩy xuống luôn, ok, thì khả năng này có thể rất cao ha. Ok, khả năng nếu mà trường hợp mà đi consolidation ở dùng giá là một below cái dùng giá 183 ha, tức là một ở tầm giá một, nếu mà consolidation ở below cái dùng giá 180, ok, và dùng giá là 170 thì khả năng của nó là nó sẽ là bear cho after cái ngày ăn lễ xong á, cái holiday xong là nó sẽ gớt như vậy ha. Ok, khả năng rất là cao ha. Đó, cho nên là mình phải để ý ba dùng giá, tức là nếu mà nó dùng giá nó dao động trên từ dùng giá là 180 với 188 mà nó consolidation ở hai cái dùng giá này thì là uptrend. Ok, nếu mà ngày thứ hai mở cửa ra là 185, ok, hoặc là 180 nó gớt hẳn về luôn, tới ngày thứ ba nó gớt hẳn về 160 161, sau đó nó hồi lại dùng giá là 170 và nó consolidation, và nó consolidation ở dùng giá là 180 170 thì khả năng vẫn là uptrend. Còn nếu mà mở cửa ngày thứ hai á, mà nó gớt, nó nằm ở dùng giá là 180 và nó có dùng giá là dao động là consolidation 180 với 170 á, là dao động như này ở giữa hai dùng giá này, thì khả năng của nó là after cái Thursday là khả năng nó sẽ nằm xuống như thẳng về dùng giá là 151 luôn ha. Cho nên là mình có ba cái định hướng, tức là mình có three direction để mà mình đoán được xu hướng của con Tesla nó đi ha. Thì đây là cái phần homework của nó. Thì đây là cái bảng tường trình homework ha, thì các anh chị ghi xuống ha. Ok, là cái high price resistance là 220 và exit zone của nó là 200, PP line tức là inbound lần là nó là 188 là của cái tuần này ha. Crossover 188 là bullish, below 188 là bearish, reversal trend zone á là nó là 161. Month PP line là tức là cái tháng tới tháng 12 á, là cái PP line của tháng 12 á, nó là 151 và support 1 là 170, support 2 là 131 ha. Chú ý những hai dùng giá này ha.
Ok, đây là cái phần homework của Tesla. Thank you.